zile zile, zile zile, eu alerg al mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun... Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Sơn sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái tính năng khá là tiện dụng và hữu ích, đó là tính năng mở cốp điện. Thì tính năng mở cốp điện này thì nó thường được trang bị cho một số dòng xe cao cấp, nhưng Toyota Tân Cảng hiện nay có thể trang bị cho tất cả những dòng xe Vios, Altis, Camry hay là những dòng xe của hãng khác. Và trong các phiên bản của Fortuner thì chỉ có một riêng nhất một phiên bản 2.8 được trang bị mở cốp điện, và ba phiên bản còn lại nó sẽ được Toyota Tân Cảng trang bị cốp điện phía sau. Bây giờ Sơn mời quý vị và các bạn cùng khám phá tính năng mở cốp sau của xe. Với tính năng đầu tiên của chức năng mở cốp, đó là chúng ta có thể mở bằng công tắc ở vị trí lái. Trong trường hợp mà khi có người cần lấy đồ phía sau thì chúng ta cũng có thể ấn nút mở cốp, nó rất là tiện dụng. Và tính năng tiếp theo thì Sơn xin giới thiệu, đó là nó được tích hợp trên remote. Ở chiếc tivi remote này thì nó có 3 chức năng: đóng, lốc cửa, mở cửa và tìm xe. Và hiện tại bây giờ tính năng mở cốp điện nó được tích hợp vào mở nút mở xe, và chúng ta chỉ việc bấm ba cái liên tục thì cốp sau nó sẽ tự động nó mở lên. Quý vị thấy không ạ, nó khá là tiện dụng. Và đóng lại thì chúng ta cũng bằng cách thao tác là bấm 3 lần nút mở thì cốp sau sẽ tự động đóng xuống. Nó cũng khá là tiện dụng ạ. Trong trường hợp mà quý vị đang phải bê đồ xuống thế này mà phải hạ xuống để mở cốp thì cũng khá là bất tiện. Và chức năng mở cốp này nó có thêm một cái chức năng, đó là đá cốp. Chúng ta chỉ việc giơ chân, tự động cửa nó sẽ mở ra. Rồi chúng ta có thể là chắc đồ lên. Khá là tiện dụng phải không ạ? Đó. Rồi, trong trường hợp quý vị lấy đồ ra, chúng ta cũng không cần phải để hạ đồ xuống để đóng cốp, mà chúng ta chỉ cần đá cốp. Đặc biệt hơn nữa thì chức năng mở cốp này nó có chức năng chống kẹt, tức là sao để tránh những tai nạn có thể xảy ra khi mà đóng mở cốp, có thể va vô đầu hay là vô vật dụng. Thì chúng ta khi mà đá cốp thì nó có chức năng sẽ dừng lại. Đó, dừng lại tại vị trí khi mà va chạm. Rồi, và thêm một cái chức năng nữa, chúng ta mở bằng tay. Và hiện tại trên xe thì cũng có trang bị cái nút bấm. Nếu như quý vị có thể tiện tay có thể bấm bằng nút bấm này để đóng cốp. Ok, đó là tất cả những cái tính năng mà Sơn đã giới thiệu cho quý vị về cái mở cốp điện của xe. Xin lỗi. Nãy giờ thì là Sơn đã giới thiệu những cái tính năng của mở cốp điện phía sau.
Hiện tại bây giờ thì bên Toyota Tân Cảng cũng còn khá là nhiều xe Fortuner có thể giao trước Tết cho quý vị. Nếu quý vị muốn đặt xe hay là cần lấy xe ngay thì hãy liên hệ với số hotline để chúng tôi có thể là cung cấp. Xin chào quý vị và các bạn. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Bạn muốn biết chi phí ban đầu chuẩn bị là bao nhiêu? Bạn muốn biết thủ tục vay ngân hàng như thế nào? Tất cả đều được giải đáp trong video này. Mua xe Toyota trả góp là phương án được nhiều người lựa chọn sử dụng khi sắm cho mình một phương tiện đi lại phục vụ cho nhu cầu công việc, cho gia đình và kinh doanh nhưng lại chưa đủ nguồn kinh phí và tiềm lực tài chính. Việc sở hữu một chiếc xe mơ ước ngay lập tức vô cùng đơn giản với chi phí ban đầu chỉ 20% hay thậm chí là 10% giá trị tổng thể chiếc xe. Số còn lại ngân hàng sẽ cho vay theo hình thức trả góp dần dần. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất.
hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.